Những hình ảnh này được tiến sĩ Intavi Akrat, Cục trưởng Cục Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường của Lào, gửi tới báo Thanh Niên thông qua Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam. Đoạn video ghi lại thời điểm sau khi vỡ đập CPNC Nậm Noi tại Lào vào sáng 23 tháng 7 năm 2018. Có thể thấy sức tàn phá khủng khiếp của vụ vỡ đập khi một lượng nước khổng lồ từ trên cao tràn xuống vùng hạ du. Phần đập bị vỡ là đập phụ, có tác dụng điều tiết và cung cấp nước cho đập chính. Hệ thống đập CPNC Nậm Noi có tới 4 hồ chứa. Đập bị vỡ chỉ là một trong 3 đập phụ đã xây dựng hoàn chỉnh, nhưng là đập xây dựng bằng đất. Tiến sĩ Intavi khẳng định việc vỡ đập này là do lỗi thiết kế và thi công kém chất lượng. Ngoài lỗi thiết kế thi công, có phần lỗi của cơ quan quản lý nhà nước Lào thiếu kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào vận hành chứa nước. Tuy nhiên, chưa có thông số chính xác về dung lượng của đập chính. Trong sáng 26 tháng 7 năm 2018, sau khi nước lũ rút dần, các đoàn cứu trợ thuộc Hội Việt Kiều ATEPU đã vận chuyển các đồ nhu yếu phẩm, thực phẩm, quyên góp được trao tặng cho những nạn nhân của sự cố vỡ đập, hiện đang sống tạm trong các trường học và chùa ở khu vực Sa Nậm Say. Giới chức Lào hôm 25 tháng 7 xác nhận có ít nhất 26 người thiệt mạng và còn 131 người mất tích. Ngoài ra còn hơn 1.300 ngôi nhà bị hư hỏng, hiện chưa rõ có bao nhiêu ngôi nhà bị cuốn trôi. Trong khi đó, CNN dẫn lời giới chức Liên Hiệp Quốc công bố số liệu cho thấy có hơn 10.000 người bị ảnh hưởng trong vụ vỡ đập thủy điện.